Hello mọi người, hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người cách đánh nền siêu mỏng nhẹ tự nhiên. Đầu tiên thì mình sẽ làm sạch da. Sau đó thì mình sẽ sử dụng tiến quán để cấp lại nước cho da. Tiếp theo thì chúng ta sẽ dưỡng ẩm cho da. Đây là một bước không thể thiếu khi mà chúng ta bắt đầu make up. Mình sẽ sử dụng cọ để tán đều cho toàn bộ khuôn mặt. Theo mình sẽ sử dụng lót mát để tạo lên một lớp lót căng bóng nhẹ trên bề mặt da, để lớp nền của mình căng keo hơn. Sau khi đã lót xong thì mình sẽ triệt sắc cho da, sử dụng màu cam để triệt sắc đi những vùng quầng trong mắt. Sau đó mình sẽ sử dụng màu xanh lá cây để triệt sắc những cái vùng nốt mụn và những vùng đỏ xung quanh mũi. Và cuối cùng mình sẽ dùng màu tím để nâng tông cho những vùng xung quanh miệng. Tiếp theo thì mình sẽ sử dụng nền Bobbi Brown. Lớp nền này thì là dạng của serum nên là rất là thích hợp với những bạn mà da khô, và đặc biệt là những bạn mà da khô bong chóc lên. Chúng ta sử dụng cái nền này thì mình sẽ được căng mướt hơn. Thì ở đây thì mình sẽ sử dụng cọ tán nền để mình tán toàn bộ lên toàn bộ khuôn mặt. Chúng ta dàn nền thật là đều ra toàn bộ khuôn mặt. Sau đó thì mình sẽ sử dụng mút ẩm để nén lại nền trên toàn bộ khuôn mặt. Bước tiếp theo đó chính là tạo highlight cho gương mặt. Ở đây thì mình sẽ sử dụng trang khuyết điểm RC101 để tạo highlight. Mình xác định được cái vùng highlight đó chính là vùng chữ V và vùng chữ T. Mình sẽ sử dụng cọ để dập thật nhẹ những cái vùng highlight này. Highlight sẽ giúp cho nền của chúng ta tạo được cảm giác căng mỏng, và đặc biệt là sẽ làm nổi bật những cái vùng sáng trên gương mặt. Bước cuối cùng để khóa lại lớp nền thì mình sẽ sử dụng phấn phủ bột của Maytri. Bột này thì là phấn phủ bột không màu nên mình sẽ phủ lên toàn bộ gương mặt. Và cuối cùng mọi người cùng xem before và after nha. Gần đây thì má tràm sữa khá là hot, hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người. Đầu tiên thì mình sẽ sử dụng màu cam nút và sử dụng cọ để dặm lên phần hai bên bầu má, sau đó là dặm lên một chút sống mũi. Mọi người nhớ dặm thật nhẹ để phần má không bị bết nha. Sau đó thì mình sẽ sử dụng miếng rửa mặt bọt biển và phần má dạng kem của Pate. Mình sẽ gấp gọn lại để sử dụng dễ hơn và sử dụng hồng đất trong bảng. Chúng ta sẽ ấn một lực thật nhẹ đưa lên má và dặm thật đều ra toàn bộ vùng má mà mình tan trước đó. Nhìn chung thì mình cảm thấy là má tràm sữa này so với má tàn nhang thì khá là giống nhau, nên là các thao tác của chúng ta thì gần như nhau hết. Mình sẽ dặm thật đều cho hai bên để hai bên được cân bằng nhau. Má tràm sữa này khá là xinh và dễ làm đúng không cả nhà? Bye bye và hẹn gặp lại mọi người trong các clip sau nha. Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách che các vết mụn thâm của mình. Tiên mình sẽ xịt nốt hồng, đó mình sẽ dùng kem lười để nâng tông cho khuôn mặt. Đây là bước chính của clip này, mình sẽ dùng che khuyết điểm dạng bánh để có thể che được hết vết mụn thâm. Nếu ý là che khuyết điểm này phải trùng với tông màu da có thâm là mình sẽ dùng ngón tay lấy một lượng vừa phải và dậm lên phần đó. Sau khi dậm che khuyết điểm lên 7749 cái mụn, mình sẽ dùng bông mút của Cushion những chỗ mình vừa cho che khuyết điểm lên. Tip ở đây là dậm nhé, dậm thật đều và chắc tay. Và sau khi che kha khá cái mụn và vết thâm, mình sẽ dùng Cushion để dập lên một lớp cho đều màu da, da được sáng và bóng đều hơn. Nhưng đời sẽ không như mơ, sau khi bạn dập một lớp Cushion thì những vết mụn có thể bị lộ ra. Tiếp đó mình sẽ dùng che khuyết điểm che lại một lần nữa. Nhớ là vẫn phải dập nha các bạn. Và những cái mụn sưng thì nó sẽ không ăn phấn đâu, nên là mình càng phải dập chắc tay. Đây là thành quả của mình sau khi dập phấn mỏi tay. Với lớp phấn phủ mình cũng dập để các vết thâm không bị trượt ra. Follow mình để nhận thêm nhiều tip makeup nhé. Xin chào các bạn. Hello mọi người, mùa hè nắng nóng đúng là ác mộng đối với những người da dầu như mình. Thường thì mọi người sẽ make up trong phòng máy lạnh và sau khi đi ra ngoài thì lớp nền có thiên hướng bị mốc đúng không nào? Vậy nên hôm nay mình sẽ chia sẻ với mọi người một tips đánh nền mỏng nhẹ lâu trôi mà mình mới phát hiện ra. Sao chúng ta sẽ bị đổ nhiều dầu khi thiếu ẩm? Vì thế nên hôm nay mình sẽ sử dụng kem dưỡng Emerylis đến từ Pháp để thay cho lớp kem lót luôn. Chất kem của em ấy mỏng nhẹ thấm nhanh vào da không bị bết dính. Thành phần gồm có nha đam, sáp ong, bơ hạt mỡ, nên khi apply trên da cảm giác rất là mát. Kem nền hôm nay mình sử dụng nằm trong bộ sưu tập mới ra của Lemonade. Da bạn nào tông trung bình sáng giống mình thì có thể chọn màu 2, medium light nha. Mình sẽ thực hiện các bước make up như bình thường. Và đây là lớp nền của mình sau khi cho điểm xong. Cảm giác nền và da tiệp hẳn với nhau luôn đó mọi người. Và đây là lớp nền của mình sau 4 tiếng đi ra ngoài. Nền không bị mốc và vẫn giữ trên da khá ổn, nhờ giữ ẩm kỹ trước khi make. Mọi người thử áp dụng tips đánh nền này xem sao nha. Link mua mình sẽ để trên bio nhé.
Có ai giống mình rất thích làm mấy chị đẹp TikTok bên Trung Quốc không? Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn biến hình thành các tỷ tỷ. Trong video này mình sẽ sử dụng cả bộ makeup xinh xắn được Blackmoon Việt Nam gửi tặng. Đeo lên cho xinh nào. Đầu tiên mình sẽ sử dụng Peach Cover Velvet Cushion để tháp tháp nhẹ lên mặt, cho lớp nền mỏng nhẹ căng bóng. Độ che phủ của em này khá là ổn luôn, che hết được các vết thâm mụn của mình. Tiếp theo thì không thể thiếu cặp chân mày sắc nét được. Nhớ dùng đầu chải để tán đều nhé. Để mặt thon gọn ghi la như các chị bên Trung Quốc thì không thể thiếu tạo khối được. Hôm nay mình sẽ sử dụng bản mắt 4 màu này của Blackmoon. Vẫn là công thức bất bại. Mình sẽ tán màu nhạt lên toàn bộ bầu mắt và nhấn đuôi mắt bằng màu nâu đỏ. Nhấn một chút màu nâu ở phía dưới mắt để cho mắt sâu hơn. Bọc mắt to tròn là điểm nhấn của makeup lúc này. Cuối cùng thì thêm chút nhũ mắt ở đầu và mí mắt dưới nha. Hôm nay mình sẽ kẻ liner thật là mảnh và sắc nét. Màu son và màu má hôm nay mình dùng là của Blackmoon màu A06. Thêm chút highlight để cho gương mặt căng bóng nào. Đeo thêm phụ kiện và xong, ta-da. Không hề khó chút nào đúng không? Mình cực kỳ là ưng ý với makeup lúc này luôn á. Phù hợp để đi chơi sống ảo. Cảm ơn mọi người đã xem hết clip. Mong là mọi người sẽ thích kiểu makeup này nha.